World Cup là sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, là lễ hội thực sự cho những cổ động viên trên toàn thế giới, nơi mà mọi cầu thủ khi chạy trên thảm cỏ đều hướng về nấc thang danh vọng cao nhất là chiếc vô địch. Tuy nhiên, các kỳ cúp vàng thế giới đã nhiều lần trôi qua, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có các quốc gia đến từ châu Âu lẫn Nam Mỹ mới được hưởng niềm vui vô địch. Còn châu Á luôn bị xem là các đội bóng lót đường trong sự thất vọng của các khán giả nhà. Vậy những đội tuyển quốc gia đến từ lục địa đông dân nhất thế giới còn thiếu gì để khẳng định tên tuổi lẫn trở thành một thế lực tại sân chơi này? Sau đây, hãy cùng Cả Bóng Đá trả lời cho câu hỏi này ở phần sau của video. Sự ổn định. Đến với một giải đấu ngắn ngày như World Cup thì mọi đội bóng đều hướng đến một lối chơi thực dụng cũng như lấy phòng ngự là kim chỉ nam. Thường thì một đội bóng phải thể hiện phong độ tuyệt vời xuyên suốt giải đấu, đồng thời xuất sắc và hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Không hẳn, bốn đội đăng quang gần nhất gồm Italia năm 2006, Tây Ban Nha năm 2010, Đức năm 2014 và Pháp năm 2018 đều không đặc biệt ấn tượng ở vòng bảng. Nhưng họ luôn đề cao việc giữ sạch lưới đầu tiên trước khi nghĩ đến khâu ghi bàn, cũng như duy trì sự ổn định trong cả chặng đường dài. Và các đại diện châu Á lại không có được điều này mỗi khi bước ra sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính cho đến thời điểm hiện tại của vòng bảng World Cup năm 2022 tại Qatar, thì mặc cho việc Ả Rập Xê Út hay Nhật Bản có được chiến thắng lịch sử, nhưng họ vẫn không thể giữ sạch lưới. Trong cuộc đối đầu giữa Ả Rập và Argentina, thì đại diện đến từ Trung Đông đã chơi một ván cược nguy hiểm khi sẵn sàng chơi với một hàng phòng ngự dâng cao để bẫy việt vị Lionel Messi và các đồng đội. Tuy nhiên, chỉ cần một mắt xích trong cả hệ thống phòng ngự ấy mắc lỗi vị trí hay đứng thấp hơn những cầu thủ tấn công của Argentina một chút thôi, thì lối chơi của họ hoàn toàn bị phản tác dụng. Còn về Nhật Bản và Đức, thì thần may mắn đã đứng về phía đại diện châu Á, khi Diamant Sharp hoàn toàn có thể ghi từ 2 cho tới 3 bàn thắng nữa. Nhưng những cú sút trúng cột dọc của Ilkay Gundogan lẫn hàng xa số cơ hội bị đồng đội Anh bỏ lỡ đã khiến nhà vô địch World Cup 2014 nhận trái đắng. Còn ở Hàn Quốc thì đội tuyển xứ Kim Chi chơi phòng ngự vô cùng xuất sắc, nhưng họ lại liên tục bỏ qua nhiều cơ hội để xé lưới đối thủ để tiếp bước sự trỗi dậy của châu Á tại kỳ World Cup 2022. Và ở thời điểm hiện tại, cả Ả Rập Xê Út lẫn Nhật Bản đều phải nhận thất bại khó nuốt trôi trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn Argentina và Đức. Đó chính là sự thiếu ổn định của một đội bóng cần có tại World Cup. Những đại diện châu Á rất cần duy trì sự ổn định trong lối chơi của mình để nuôi hy vọng tiến sâu trong các kỳ cúp vàng thế giới. Không cần phải cầm bóng tấn công ồ ạt, thiếu bình tĩnh, mà họ cần phải đạt mục tiêu có điểm để cao giá trị của việc phòng ngự. Luôn có kế hoạch B, không dựa vào một cá nhân. Theo Amy Jacquet, huấn luyện viên đã đưa đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch năm 1998. Chìa khóa thành công là luôn phải có trong tay kế hoạch B để thích ứng với mọi tình huống, đồng thời gây bất ngờ cho đối thủ. Như chia sẻ của ông, Pháp gặp quá nhiều xui xẻo ở World Cup năm 1998, thường xuyên rơi vào cảnh mất trụ cột, nhưng sự linh hoạt chiến thuật đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Mario Zagallo, người 4 lần vô địch thế giới với tư cách cầu thủ năm 1958, 1962 và trên cương vị huấn luyện viên năm 1970 và trợ lý năm 1994, cũng đồng ý với quan điểm đó. Ông cho rằng đừng làm nô lệ của sơ đồ chiến thuật. World Cup năm 2018, huấn luyện viên Didier Deschamps một lần nữa nhấn mạnh bằng việc thay đổi giữa các hệ thống 4-3-3 và 4-2-3-1, với mỗi sự điều chỉnh sẽ kéo theo các nhân tố khác nhau. Và cuối cùng là Carlos Parreira, huấn luyện viên Brazil vô địch năm 1994 cũng khẳng định: để vô địch, đầu tiên phải có một đội ngũ chất lượng với các cầu thủ luôn tập trung và giàu khao khát. Sau đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo lộ trình luôn đúng hướng. Cuối cùng, không được phép sai lầm, bởi nếu điều đó xảy ra, có nghĩa bạn đang chuẩn bị về nhà. Qua ba lời khuyên từ những người từng trải với kinh nghiệm vô địch lẫn tiến sâu ở World Cup, thì chúng ta đều thấy một điểm chung là mỗi đội bóng muốn nuôi hy vọng tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cần phải có kế hoạch B, linh hoạt trong lối chơi và phòng ngự chắc chắn. Đối với các đội tuyển đến từ châu Á thì họ có một lợi thế lớn trước các đại diện khác khi giải vô địch quốc gia của họ đã điều chỉnh lịch thi đấu giải quốc nội nhằm cho các cầu thủ và ban huấn luyện có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi lẫn chuẩn bị tốt nhất cho World Cup. Nhưng họ dường như vẫn thiếu đi một kế hoạch B hay thậm chí là C để thích ứng với nhiều đối thủ. Và trường hợp của Ả Rập lẫn Nhật Bản là minh chứng rõ ràng nhất, khi họ dường như đã đánh mất sự tỉnh táo, kế hoạch dự phòng cho đối thủ tiếp theo. Cả Ả Rập và Nhật Bản khi được đặt vào một thế trận được cầm bóng và thoải mái hơn trong việc tổ chức lối chơi, thì họ lại tỏ ra bế tắc, thiếu ý tưởng để khoan thủng khối bê tông phòng ngự của Ba Lan lẫn Costa Rica, để rồi dính phải đòn hồi mã thương nhanh, gọn, chính xác từ những đối thủ đáng ra
họ có nhiều cơ hội kiếm điểm. Bên cạnh đó, các đại diện châu Á dường như có phần phụ thuộc vào những sao số đang chơi tại lục địa già. Ở đội tuyển Hàn Quốc, dù huấn luyện viên Paulo Bento đã cố gắng xây dựng đội bóng xứ Kim Chi là một tập thể đồng đều, gắn kết và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, nhưng trong trận đấu với Uruguay, Hàn Quốc vẫn có nhiều tình huống phải dựa vào Son Heung-min. Và tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã có một trận đấu tương đối tốt trước đại diện Nam Mỹ. Nhưng một mình Sonny tỏ ra hiệu quả trong 1/3 cuối sân của Uruguay là quá đơn độc. Còn với trường hợp của Iran, dù Mehdi Tamiri vẫn chơi chói sáng, bằng chứng là cú đúp vào lưới đội tuyển Anh, nhưng một cạnh én nhỏ không thể làm nên cả mùa xuân, nên Iran cũng đã phần nào vướng phải câu chuyện phụ thuộc vào một cá nhân. Bản lĩnh trong những trận đánh lớn, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Iran đều không hề yếu, nhưng đôi khi họ lại thi đấu bạc nhược một cách khó hiểu và bị đối thủ của mình dọa cho đến yếu bóng vía. Sự căng thẳng của một giải đấu lớn như World Cup được tan dần từ vòng bảng cho đến trận chung kết. Ở hành trình ấy thì đội bóng nào có bản lĩnh hơn sẽ là người chiến thắng, bất kể được đánh giá cao hay thấp. Nên việc những đội bóng được đánh giá thấp hơn nếu có một chút bản lĩnh đủ lớn, họ sẵn sàng chơi bóng với sự thực dụng cao nhất, nhằm dắt đối thủ của mình vào lượt đấu penalty căng não, nơi mà bản lĩnh thực sự được thách thức. Nhưng các đội bóng tới từ châu Á tại sân chơi World Cup vẫn tỏ ra vô cùng yếu đuối trong các trận đấu knock out. Và trận đấu đáng tiếc nhất có lẽ là giữa Nhật Bản và Bỉ năm 2018 trên đất Nga. Đội tuyển xứ Hoa Anh đào năm ấy đã cho thấy họ chẳng ngại gì Bỉ. Và trong một ngày mà những toan tính của huấn luyện viên Akira Nishino đi đúng quỹ đạo, thì những Samurai xanh đã cho thấy sức mạnh của châu Á có thể thách thức người châu Âu như thế nào. Tuy nhiên, họ đã thua Kevin De Bruyne và các đồng đội ở những khoảnh khắc được tạo ra từ cái bản lĩnh lớn, dám làm, dám chịu. Nhưng nói người Nhật không có bản lĩnh cũng không đúng. Khi chiến thắng xít sao trước một Colombia chỉ có 10 cầu thủ thi đấu trên sân, một trận hòa kịch tính với Senegal và trận thua 0-1 trước Ba Lan ở lượt trận cuối vòng bảng đã giúp cho các Samurai xanh có cơ hội tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn trước Bỉ. Hay cả chiến thắng đầy bất ngờ của Hàn Quốc trước Đức năm 2018. Nếu đội tuyển xứ Kim Chi thể hiện như vậy trước Mexico và Thụy Điển thì đã không phải về nước sớm. Cái kết của đội tuyển xứ Phù Tang trên đất Nga là đoạn kết đẹp, nhưng chắc chắn không phải là thứ họ muốn. Và những đại diện châu Á khác đều gặp phải những phút giây như người Nhật Bản. Các đội bóng tới từ lục địa đông dân nhất thế giới, họ có đủ lực để chơi sòng phẳng với những Đức, Anh, Pháp, Argentina. Nhưng đó vẫn sẽ mãi mãi dừng lại giống như Nhật trước Bỉ nếu như họ không trang bị đủ cho mình một bản lĩnh lớn. Châu Á có quyền tự hào khi các đại diện của mình đã dám chơi sòng phẳng để rồi hạ đẹp những đại diện mạnh tại World Cup 2022. Nhưng những Nhật Bản, Ả Rập, Hàn Quốc, Iran và Úc cần nhiều hơn một trận đấu bùng nổ. Nếu muốn thực sự khẳng định tên tuổi của mình cũng như trở thành một thế lực tại World Cup thì châu Á cần phải có cho mình sự ổn định, kế hoạch B, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào và thể hiện cho mình một bản lĩnh lớn ở những khúc cua quan trọng.